Sau khi mà từ sảnh dưới lên thì chúng ta lên cái tầng này là tầng 5. Thì thực sự ở đây toàn đại đa số là căn hộ cao cấp thôi. Như các bạn thấy không, sảnh này thiết kế rất là đúng đời đầu của Vin và theo phong cách châu Âu. Thế thì hôm nay chúng ta cùng nhau vào căn hộ nhé. Đây là căn hộ 2502. Rồi. Vào đây. Wow, rộng thế nhỉ. Hơn 400 m², 450 m² các bạn. Các bạn nhìn thấy nó rộng khủng khiếp không? Kinh nhỉ. Wow. Rộng thế nhỉ. Thì đây là mặt bằng. Các bạn nhìn đây là phòng khách này. Kinh nhỉ. Đây cho đại gia đình ở. Đây view này, chúng ta thử mở ra tất cả ra view ra xem nhé. Wow. View nhá. Các bạn nhìn thấy view không? View kia ra sông Hồng nhỉ. View sông Hồng này, còn view hồ Thiền Quang kìa. Đấy. View sông Hồng, view hồ Thiền Quang. Đẹp chưa? Ơi rồi, nhưng mà nhìn bên trong không gian này, các bạn nhìn nó rộng rãi đẳng cấp không? Đúng là chỉ dành cho giới siêu giàu đúng không? Quý anh chị mà về đây thì các bạn có thể là set up lại toàn bộ cái mặt bằng ở trên khu vực này, từ khu vực sảnh này, đây là khu vực tiếp khách này. Thì tôi cũng chưa hình dung được những cái căn hộ như thế này thì các đại gia sẽ bày như thế nào. Đây là view hồ hậu Thiền Quang nha các bạn nhé. Có đúng không nhỉ? Các bạn nhìn thấy đẹp không? Thực sự là tôi thấy ngập luôn, ngập mắt mình luôn. Rất đẹp. Chậm chậm thôi để cho mọi người được thưởng thức được cái cảnh nó đẹp này. Nhìn rõ Cang Nam. Cang Nam đằng kia. Rồi, đi vào đây. Vào trong không gian này. Đây không gian bếp các bạn nhỉ. Wow. Điều hòa âm trần nhé. Tường các bạn để ý trần này, rồi đèn chùm nhé. Các bạn có thể là thay bằng đèn chùm Iran chẳng hạn, thay toàn bộ đây đi, đầu tư vào đây khoảng tầm chục tỷ nữa. Hệ thống âm trần bật bên trong, nhưng mà các bạn thay vào đây nguyên. Khi mà vào thì các bạn phải thay lại toàn bộ cái công tắc này. Đây quay đây em, công tắc này, công tắc điện đã cũ rồi. Nguyên bản, đúng là linh kiện ngày xưa. Cách đây 20 năm rồi, thành ra nó thời gian nó lâu rồi. Đá này các bạn có thể là, quý anh chị có thể là đập hoặc là thay kết cấu này đi. Tủ gỗ cũ rồi. Đúng không? Đây là bếp nhé. Thực ra nếu mà bỏ ra một cái lượng tiền khoảng 40 tỷ, 45 tỷ là chủ nhà đang thu về, thì chúng ta cần phải cải thiện lại hạ tầng kiến trúc cái từ bếp này. Bếp vào đây em ơi, tủ bếp này từ xa xưa thì chắc chắn là quý anh chị không thể dùng lại được rồi. Đi vào đây, vào sâu ở trong đây em ơi, vào đây cho mọi người xem. Bếp này cũng thế này, từ này. Cánh cửa này cũng đều gọi là tượng trưng thôi. Coi như đây là chúng ta phải về làm lại. Đi vào đây. Đây nhá, là căn hộ 2. Đây là gồm 2 căn hộ ghép lại, 202 và 204 ghép lại. Và tổng diện tích là 379,44 m². Chủ nhà đang giao bán là 100 triệu đồng 1 m², tức là 37 tỷ 944 triệu. Đấy, bao phí. À đây, phòng này phòng sông hơi, phòng tắm. Hoặc đây là một cái phòng riêng nhỏ để cho đôi vợ chồng phòng ngủ nhé. Phòng ngủ đây. Đấy,
Đây nhìn các bạn nhỉ. Quay đây em. Đây là phòng tắm này. Có thể là thiết kế lại. Thực sự là trước đây, thời gian trước đến thời điểm này bây giờ là cũng cần phải cải tạo lại rồi. Đúng không? Tôi chỉ review cho anh em và tôi nghĩ rằng là đối với lại tầm 37 tỷ 38 tỷ đây thì các bạn phải có thể gặp trực tiếp chủ nhà nhé, để mà đàm phán với chủ nhà để xem là chúng ta được với cái tại tiền, mức tiền bao nhiêu để chúng ta có thể đàm phán trực tiếp. Rồi, quý anh chị quan tâm thì vui lòng comment bên dưới và để lại cái bình luận. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em.